nửa đêm nhà riêng của chồng của âu hà my bị kẻ xấu khủng bố tạp chất bẩn sự việc nhà trọng hưng bị khủng bố giữa đêm khuya hiện đang được cơ quan công an xác minh làm rõ gần một tháng từ sau lùm xùm hôn nhân của vợ chồng âu hà my và nguyễn trọng hưng diễn ra sự việc có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi đôi bên không ngừng tranh cãi bóc phốt lẫn nhau sau hai ngày trọng hưng tung loạt bằng chứng tố ngược vợ cũ mới đây thông in nhà riêng đồng thời là trụ sở công ty của anh bị khủng bố tiếp tục gây xôn xao dư luận được biết, nhà riêng của Trọng Hưng thuộc phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội, theo dõi camera an ninh, vào lúc 0 giờ 10 phút ngày 10 tháng 9 năm 2020, có hai nam thanh niên đeo găng tay, bịt khẩu trang kính mít, đi xe máy hiệu Honda Wave màu trắng, đã tháo biển sổ. Cả hai dừng lại trước cửa nhà Trọng Hưng và tạt sơn đỏ, vết sơn loang như vết máu, cho thấy dấu hiệu uy hiếp, đe dọa. Ngay khi phát hiện, Trọng Hưng đã trình báo lên công an phường Vĩnh Phúc. Phía cơ quan công an cũng đã xác nhận với báo chí rằng sự việc này đã xảy ra tại nhà chồng của Âu Hà My. Hiện công an đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc, xoay quanh sự cố nhà riêng của Trọng Hưng bị tạc sơn. Chị gái của nam diễn viên đã công khai chia sẻ lại bài viết nói về chuyện em trai đang bị đe dọa. Dù không nói thêm về các chi tiết cụ thể, nhưng động thái của chị gái Trọng Hưng cho thấy cô mong sớm tìm được và đưa kẻ sâu ánh sáng. Không ít ý kiến cho rằng sự việc nhà riêng của Trọng Hưng bị tạc sơn có liên quan đến lùm xùm hôn nhân với Ohami. Kể từ khi Trọng Hưng lên tiếng đáp trả bài viết của vợ cũ, hai bên liên tục có những tranh cãi, đưa ra lý lẽ và bằng chứng khẳng định mình đúng. Về phía Trọng Hưng, anh được phát hiện là đã tham gia vào các hội nhóm anti Ohami. Tuy nhiên, nàng giáo viên vẫn rất cứng trước sự phản pháo của chồng, kể cả khi Trọng Hưng tung loạt bằng chứng nói lời tố cũ vợ cũ là thất thiệt và bắt gia đình cô phải xin lỗi gia đình anh.